Đây, hôm nay đến với mọi người một cái laptop cũng rất là đơn giản này các bạn. Một cái tóc tạm gọi nó là layer đi ha. Layer phiên bản tóc xoăn, tóc xoắn vậy. Nhưng mà cái này là uống nha. Tại vì cái chất tóc này trước khách hàng nói chung cũng cắt mình cũng mấy lần rồi. Thì cũng gần xem như là mối rồi, nhưng mà trước đây tóc xẹp. Tóc này nó nằm xẹp xuống rồi nên khách người ta uống rồi. Cho nó dạng cho nó có độ phồng lên á, thì cũng như bao cái clip đây các bạn quan sát cái tóc ban đầu. Thì cũng là một cái ngày nghỉ cuối tuần, thì qua cái video này mình cũng kính chúc tất cả chị em cũng như mọi người có những giây phút thư giãn thật là tuyệt vời. Ai mua số và trúng số ha, không trúng độc đắc thì trúng lô ha, không trúng lô thì mua tấm khác thôi, đâu có gì đâu, đời mà ai nói được gì đâu. Đấy thì cũng như là cái khung ở phía sau đó thì các bạn có thấy là cũng như là cắt chải thôi chứ không có gì hết. Nó vẫn cắt suông lại lên bình thường. Nhưng mà các bạn sẽ phát hiện ra nhìn nó có như một cái khớp, tại vì nó là tóc màu. Thì các bạn thấy đa phần là những cái tóc mà có màu nhuộm đó thì cắt cắt lên nó mình sẽ thấy nó có một cái khớp ớt. Thì nó vào ngay thì lâu lâu cũng có ánh sáng nó cũng bị ảnh hưởng chói lòi, nhưng mà điểm mù trong giao thông. Nhưng mà không, các bạn thấy đấy, xe công thì nó cao quá thì nó lúc mấy chiếc xe con đi ngang thì nó cũng bị quậy gì, thì cái này cũng vậy thôi, thì có gì tuyệt đối đó. Clip này đâu biết nói gì đâu, nói cho nó vui thôi, tại vì anh chị em bảo là cứ nói để nói gì cũng được, hay hơn ghép nhạc. Rồi vô vô phần ủi. Cái này ủi bình thường thôi, thì các bạn có thể lắp cử bình thường vẫn được thôi. Còn nếu không mình kê lược, còn nếu không các bạn có dùng cây tông bình thường rồi rồi các bạn khỏi cần kê lược vẫn được. Còn nếu không thì như cái clip này thì mình sẽ dùng cây Oster mình ủi cái tóc này. Các bạn đã phát hiện nó ra có một cái khớp rất là rõ ràng ha. Tóc đen, tóc màu, hai laptop nó rất rõ rệt này. Cái kiểu tóc này, cái dòng layer này các bạn biết, đặc biệt là học sinh cấp 2, cấp 3, mà những cái anh chàng nào mà cái tánh tình mà nó nhu mì đó, thì gọi là nhu mì ha, thì rất thích là những cái kiểu này, tại vì kiểu này dành cho những người có cá tính đơn giản, nhẹ nhàng và thoải mái. Những anh nào mà phong trần hay bụi bặm như đó thì sẽ cắt những dòng ở mohi nè, under những cái dòng rub gì đó. Tại vì nói chung là lâu lâu gặp điểm mù á, nó tối hoài, nó người ta không có thích bóng tối mà sao đâu mà cứ tối hoài nữa. Đây thì ủi thì các bạn biết rồi, bất cứ lúc nào cũng vậy, khi mà gần tới cái điểm mà mình muốn ngưng nữa thì mình sẽ cắt cái tông đơ ra, còn nếu mình đưa vô nữa thì nó sẽ xảy ra một cái hệ lụy gì đó gọi là, thì các bạn không tin các bạn làm thử đi, nếu mà anh vậy là làm thợ chuyện này nó quá bình thường rồi, không có gì hết. Còn về cái phần bát, các bạn biết đa phần cái người Việt Nam mình á, hiếm rồi, phải nói là hiếm ha, hiếm thấy cái bát nào mà người ta gọi là bát rau quay nón đó, thì nó đều như mấy người ở nước ngoài, mấy người nước ngoài thì nó đều từ hầu như là từ A đến Z luôn, hầu như chứ không phải là tuyệt đối, cũng có một số người cũng có thưa, nhưng mà đa phần là người ta sẽ đều nhiều hơn. Còn người Việt Nam mình ngược lại, hiếm khi nào mà rau quay nón này nọ đâu mà nó đều đặn hết lắm. Khi mà đi cái bước đó xong rồi, cái đó thì các bạn tưởng tượng như là đi một cái khung thôi. Còn nếu mà cái trình các bạn mà đạt tới đỉnh cao nữa thì mình ủi một lần là bứt luôn rồi. Nhưng mà rất tiếc là mình chưa ha. Mình còn thấp ở dưới nên mình chỉ nên bắt buộc mình phải kề lược lại. Kề lược lại chưa xong đâu, kề lược xong còn tỉa nữa chứ không phải kề lược xong là xong đâu. Vậy là các bạn nên lưu ý một vấn đề là đối với cái tóc mà uốn như thế này đó, thì ít nhiều gì thì hai bên nó sẽ ảnh hưởng với cái góc độ là nó xoăn. Các bạn sẽ phát hiện ra nó sẽ bị phồng ra. Còn nếu mà mình cắt thẳng cao tuốt lên trên luôn thì nó quá bình thường rồi.
này cắt nó chỉ là ở cái mức là chung chung thôi. Này các bạn nghe, điều khiển làm sao mà cho nó nhìn nó lài lên, không bị phồng ha. Còn về cái máy, về cái phần máy ở phía trước các bạn quan sát, cái này là nó bị hai bên đó, nó bị, nếu không muốn gọi là hói, cái này là chưa chưa phải là hói, này là chưa đâu, cái này chẳng qua là tóc nó, mà không biết nói làm sao, bây giờ đại khái là như vậy đi. Thì ở chính giữa bắt buộc ở chính giữa trán này lên đó, nó dày hơn hai bên. Tại đây phần này một chút mình sẽ nói sau ha. Và đối với cái phần cho cái dòng layer này, khi mà các bạn cắt như vậy mà nếu mình cắt mà nó chảy theo mà đúng luôn á thì nó sẽ bị mất tóc. Chảy mà dẹt giả sử từ trái qua phải hoặc giả là ngược lại đó. Là mà xử lý làm sao mà khi mà mình dọn lên nó vẫn tóc nó vẫn còn đồng đều. Và khi khô nó vẫn còn đều động. Cái gì nó gọi là thôi chứ dùng một tốt sau là tốt tôi là tốt che gì tốt khoe xấu che. Ở trời già rồi nếu như mình nói đó, bắt đầu mình vẫn tỉa lại bình thường, à vẫn tỉa lại cho nó bớt cái tóc. Thì bây giờ các bạn tính đi cái sợi tóc như mình nói từng nói rất là nhiều rồi, cái tông đời nếu mà tóc nó lọt vô thì nó ăn hết, nó không có sợi nào mà so le hết. Nhưng mà khi mình tỉa lại như thế này á, một số anh chị em sẽ đặt cái câu hỏi là tại sao mà phải mất tỉa lên chi, mới nãy thay vì cái bước cây lược của mình ủi một cái một luôn, đúng ủi cái một vẫn được bình thường, được ok được. Nhưng mà cái phần tóc mà mình ủi đó, các bạn sẽ phát hiện ra nó còn dày, mình hứa là nó còn dày tại vì mình từng thử rồi. Và cái bước này tỉa này đó thì cái sợi ăn sợi không, vậy cái chênh lệch, cái độ chênh lệch nó rất là ít, rất rất là ít lên. Nên khi các bạn phát hiện ra là cái mái tóc mình nó sẽ nhìn cũng như là nó mượt hơn. Đúng rồi, nhìn nó mượt, nó bóng hơn ha. Cái đó riêng cái suy nghĩ của mình thôi. Nói chung cầm cái máy nói tới đâu ghi âm tới đó, thì anh em nào không hiểu hay gì đó thì cứ để lại comment bên dưới ha. Các bạn biết rồi, cứ học đi, học nữa học máy, trên đời này ai học đủ đâu, không có ai học mà không ai mà nói tôi là tất cả các kiểu tóc trên đời này tôi biết, không có dễ gì, không có đâu. Anh này mạnh về cái là lợi thế các cái kiểu này, anh kia mạnh về lợi thế các kiểu kia. Mỗi người nó có một cái ưu điểm, một cái ưu và một cái khuyết điểm riêng. Nhưng mà nếu mình khắc phục được cái khuyết điểm của mình một phần nào đó thì được, được chứ không có gì. Và mình cũng như là một cái người thợ tóc rất là bình thường thôi. Nhưng mà mình biết cái gì mình chia sẻ hết cái đó nữa. Các bạn thấy rõ ràng là nó cũng như hất chải thôi. Và anh em bên ngoài đó người ta gọi là chân phương. Còn cây kéo, các bạn hỏi cây kéo hôm hôm qua up clip hôm qua hôm kia thì cây kéo tỉa hình như nó 1 triệu, 1 triệu mốt vậy đó. Kéo tỉa là rất là bén các bạn, bén nó phải nói là bén kinh đấy. Tỉa xong rồi cái nào mà loe ra đó thì mình sẽ ép lại như cái phương thức như thế này, hoặc giả là các bạn ép kéo, dùng kéo đó thì đi vẫn được rà lại. Nhưng mà mình từ trước giờ mình không kéo, mình rất là yếu ha. Mình sẽ ép với cái phương thức tổng đời như thế này từ lúc mà học cho đến bây giờ, hiện tại mình vẫn áp dụng nó tại vì mình thấy nó hay. Và một cái gương mặt khách hàng rất là đẹp trai, nhà tỉnh tuồng, anh ta đang tập trung một lát xem ở mái tóc mình sẽ nó sẽ ra như thế nào thế nào thế nào. Nhưng mà yên tâm, khi đã đến đây rồi thì không đẹp thì xấu thôi, yên tâm đi. Nói nào ngay xấu thì chắc không đến đổi, cũng ít ít cũng vừa vừa coi chứ đâu sử dụng, nếu mà từ xấu nữa hơi quá đáng. Mà xấu có thể lên clip này chắc không, nó dễ gì, giả sử đang làm clip mà cắt xấu lỡ phạm cũng không dám đâu, dễ gì. Đó, các bạn lưu ý cái các bạn sẽ phát hiện ra cái phần máy đó. Nếu mình chảy sượt qua theo cái góc độ màn hình, mình chảy qua bên kia, bên cái góc tay trái bên kia là chảy theo lúc mình dọn á, thì khô lại nó trên chỗ đó nó hoàn toàn nó mất. Còn nếu mà mình để y như vậy á thì khô nó sẽ rớt ra, nó còn tóc dư rất là nhiều. Thì cái phần này một chút mình sẽ xử lý nhẹ lại. Này các bạn sẽ xem hết cái video, các bạn sẽ thấy ha.
Thế còn về cái phần mà cái viền tai nè, cái viền tai mình cũng có từng nói là đối với những cái dòng tóc này á thì tốt nhất thì sẽ ủ trắng cái chân đó, rồi rồi bỏ luôn chứ không có cạo. Nhưng mà riêng riêng cái riêng đối với cái tóc này thì sẽ cạo viền tai. Sở dĩ cạo viền tai là tại vì các bạn nhìn trong cái video clip này thì các bạn thấy cái chân nó xanh, ý cái chân nó cái chân tóc nó trắng, chứ thực chất ở ngoài nó còn xanh, tại vì mình ủi nó còn. Tại vì lúc đầu ủi cái cây oyster đó là cái nó tương ứng với cỡ 3 mm đó, nó sẽ còn xanh ha, nên mình sẽ cạo cái viền này. Đây, còn cái phần máy mình nói mới nãy đây, mình sẽ cắt với cái góc độ là nó vừa phải, mình chải nói chung là bình thường nhẹ nhẹ, mình sẽ lơi lơi hơi về cái phần trán. Còn nếu mình chải sượt ra phía sau á thì các bạn cắt xong thấy nó đều thì các bạn tạo ra kiểu là mình hứa chắc luôn là nó sẽ mất toàn bộ bên bên cái góc tại tại phải màn ảnh này. Cắt với góc độ rất là ngang ngang, tại vì đặc biệt với là cái form cái tóc này của khách đó là người ta có uống, mình nói từ đầu đó. Còn nếu mà dòng layer này mà được mà tóc suông bình thường ha thì sẽ chảy thẳng xuống và cắt xéo nhẹ và bình thường thôi là nó ra layer rồi. Cái máy này cũng như cái máy này cắt cũng ít thôi, các bạn thấy lúc đầu đó thì cái máy này nó cũng vừa phải, chứ nó không có hai bên thì lúc nào mà hai bên trán nó bị khuyết thì các bạn thấy như mình nói nãy đó, thì ở giữa nó sẽ dày. Nếu các bạn không tỉa thì mình sẽ cắt như cái góc độ như thế này. Bây giờ mình lên mạng mình tìm tội học hỏi đó, rồi mình rút kinh nghiệm ra, các bạn cắt theo như thế này. Đối với những cái form tóc, cái form đầu nó như thế này thì mình nghĩ nó sẽ ổn hơn khi mình tỉa. Tại vì cắt như thế này thì cái sợi tóc mình xéo, mình sẽ ăn xéo xuống, như cái sợi tóc nó mỏng và nó dài ra. Nếu không thì các bạn thử, mình chẳng những mình đã thử và mình đang đang thực tế luôn này. Mình thấy nó ổn ha. Còn phần trên này cũng vậy. Phần trên thì tóc xoăn tự nhiên, như là tóc xoăn uống như thế này thì chỉ là gạt lên rồi cắt ngang, cắt cái bằng cái đọt lại thôi. Những cái ngọn tóc nào mà nó ngoài ý muốn, nó le nhiều quá đó, nó bị le nhiều quá đó thì nó xô le nhiều quá đó thì mình sẽ cắt một ít phần ngọn á. Và cái máy ở trên, cái phần trên đỉnh đầu này mình chắc cắt một ít thôi, tại vì nó đã xoăn rồi mà các bạn cắt theo có dòng răng cưa thì nó vẫn, các bạn thấy nó cũng không có gì. Nói cho mình cũng thử rồi, thử hết rồi, không không thử chưa hết, thử một 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 cái số nào đó thôi. Nhưng mà những và thấy những người như thế này khi mà về sau này, khi mà lớn tuổi thì đa phần là tóc nó sẽ rụng và nó hiện ra chữ M. Chữ M các bạn thấy là viết chữ M là thấy luôn á, nhưng mà ít hay nhiều thôi. Tóc thì số người thì vậy, số người thừa. Thời buổi giờ dễ ha, còn gặp thời hồi xưa về phim Chuyện Tình Cô Gái Tóc Bạc, các bạn biết khi mà bị tóc bạc rồi ha. Ôi trời, phải đợi đâu cả trăm cả ngàn năm gì mới có một loại thảo dược gì đó để mà ấy, là còn giờ ha, ra chợ 5 ngàn 10 ngàn nó đen còn hơn là chữ đen. Nó xong rồi, nó rất là đơn giản thôi, không có gì hết. Đây, ủi rất là bình thường với một cái form đầu rất rất là đơn giản và giản đơn. Nó chỉ cạo và tạo kiểu nó là xong rồi. Giờ cạo thì chắc mình không có quay. Đây các bạn thấy rất là bình dân, dạ, rất là bình dị. Và cái tác phẩm cuối cùng nó ra là như thế này. Để các bạn thấy rất là đơn giản ha, rất nhẹ nhàng, rất đơn giản và rất là điệu đa. Nó có một chút gì đó gọi là cá tính ha. Ở cái anh mà ngồi ghế bên kia nhìn nó gì, chút xíu rồi đưa 60k đây thì tính sao ha, trước mắt là tốn 60 rồi đó, nhìn gì. Rồi qua cái video clip này mình cũng một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị cũng như tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi hết video này. Chúc mọi người luôn tay nghề, luôn
đạt đến trình độ cao cao nhất của top nào nói riêng và tất cả những ngành nghề nói chung các bạn. Rồi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Chúc mọi người có những giây phút thư giãn thật là tuyệt vời.